Xin chào các bạn, tôi là Quốc Huy, hiện là giám đốc trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa Huy Chenin. Hôm nay rất vui được gặp lại các bạn để tiếp tục dẫn dắt các bạn tìm hiểu một phần mềm mới. Đây là phần mềm được lựa chọn hàng đầu trong việc tạo những cái hiệu ứng chuyển động animation và làm kỹ xảo VFX. Nó có thể đáp ứng tất cả những cái yêu cầu của các bạn, từ dựng hình, áp vật liệu, render và làm chuyển động animation. Nếu bạn muốn tạo một cái đoạn quảng cáo thu hút hay là tạo một cái đoạn phim hoạt hình vui nhộn thì các bạn không thể bỏ qua cái phần mềm này. Đó là phần mềm Cinema 4D. Đầu tiên, chúng ta sẽ làm quen với phần mềm Cinema 4D, cách thức hoạt động như thế nào, tìm hiểu về điều hướng và những tùy chỉnh chung, những công cụ cơ bản nhất, và sau đó chúng ta sẽ thực hành ngay một mô hình bàn ghế đơn giản. Chương tiếp theo, chúng ta sẽ đi sâu vào những công cụ nhận hình và chỉnh sửa nâng cao hơn. Những công cụ như Extrude, Sweep, Lock, sử dụng Adblind Mask, đưa file AI vào Cinema 4D. Những công cụ chỉnh sửa khác như là Knife, Grid, Blob Selection, Weld, Boolean, Array sẽ giúp chúng ta hoàn thiện mô hình nhanh hơn. Chúng ta sẽ được tìm hiểu những hiệu ứng cơ bản ngay trong chương này. Vấn đề về ánh sáng và vật liệu sẽ được tìm hiểu ở chương tiếp theo. Những ánh sáng cơ bản như Sky, Particle Sky, Global Illumination, Ambient Occlusion sẽ giúp chúng ta rất nhiều trong render hình ảnh và animation. Chúng ta sẽ tìm hiểu một vài thiết lập vật liệu cơ bản, những tính năng Bump, Displacement, Alpha ở trong vật liệu và tham khảo một vài vật liệu sẵn có của Cinema 4D. Chương tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu một vài hiệu ứng chuyển động trong Cinema 4D, chuyển động theo đường dẫn, chuyển động camera, những hiệu ứng trong mod grab và các bạn sẽ thấy Cinema 4D mạnh mẽ như thế nào. Chúng ta sẽ tìm hiểu một vài thông số render trong Cinema 4D, việc render thật sự đơn giản như thế nào. Chương kế tiếp chúng ta sẽ áp dụng những kiến thức đã học, thực hành, dựng chi tiết một chiếc điện thoại, làm vật liệu, ánh sáng và thiết lập render. Ở chương cuối cùng, chúng ta sẽ làm cho những chiếc điện thoại này chuyển động, tạo một đoạn quảng cáo sản phẩm 3D đầy thú vị.